Ok, Câu Cá Edu xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Edu. Hôm nay, Câu Cá Edu xin giới thiệu cho các bác biết một bộ cần câu số 43, cần câu multi máy ngang nhé các bác. Bộ số 43 cần câu multi máy ngang. Thì cần câu multi này thì có cả máy đứng máy ngang. Máy đứng thì mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi. Những video trước thì các bác đều xem là có những cái điểm mạnh của chiếc cần câu này là nó có hai ngọn này, hai ngọn chống đầu bu chống xoắn này, có là cần câu dẻo này, ngọn này ngọn mà là dẻo này, dẻo dai này, nên là tải cá lớn đều được nhé các bác, dòng cá bắt kéo đều được này. Đó, cũng như là cái chất liệu làm nên cần là cần bằng carbon này, khoen thì khoen chống rỉ này, và có khoen sứ ở giữa để chống trơn trượt này và tản nhiệt tốt này. Đó thì đó sơ qua về chiếc cần. Còn đây là toàn bộ sản phẩm nhá. Bộ sản phẩm máy ngang nó sẽ gồm những thành phần như này. Tí mình sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm. Đầu tiên mình xin giới thiệu chiếc cần này nhé. Chiếc cần này thì có 3 loại là 1m8 và 21 và 2m4 nhé các bác. Đó, 2m4 đây. Đó, 21 2m8. Thì các thông số của nó thì giống nhau thôi, chỉ khác nhau về chiều dài thôi. Chỉ khác nhau về chiều dài nhé các bác. Trọng lượng nó không có khác nhau. Nhưng ở trọng lượng chiếc cần này thì rất là nhẹ luôn các bác. Đó, mình sẽ quay ở đây cân luôn này. Nào, cần này nó rơi vào hơn 100g thôi. Đó. Đó. Gần 200g nhé các bác. Mình bóc dưới bóng thì trả được một tí. Gần 200g. Gần 200g mới cần này. Cũng khá là nhẹ luôn các bác. Thì chiếc cần này thì mình sẽ nói chi tiết về thông số của chiếc cần này. Thì cần này lua ấy thì tải mồi lua từ 5 đến 35g nhé các bác. Đó, nó kéo từ 10 đến 20 lb thì tương đương là khoảng cao nhất là tầm 9kg nhé các bác. Đó, chiếc cần multi này Grosso 21 này, cần một carbon nhá. Đó, rất chi tiết của cần thì gốc này mình sẽ quay thử gốc cho bác xem này. Rồi mất điện. Đó, đây là cái này này, zero này. Không nhá, thì mình sẽ kéo thử cái gốc này. Gốc này thì đều nhau. Đó. Mình quay ngược, các bác ngược mình thấy. Đó, gốc của nó là 26mm các bác. 26mm. Đó, ngọn này. Ngọn nhá. Đó. Ngọn là 2,5. 2,87. Đó, ngọn là 2,56mm nhá. Tương đương 2,5mm nhá. Nên là rất cần này thì ngọn chứ nó không phải ngọn nhỏ. Đó, nên là rất khỏe từ đầu ngọn. Đó là ngọn là ngọn M. Còn ngọn ML nhá, ngọn ML thì nó sẽ nhỏ hơn một tí này. Nó 2, mình chưa cầm thẳng. Đó, ngọn ML thì nó ra 2,0. Đó. Đó, các bác có nhìn thấy nhá, ngọn ML này 2,04, tương đương là 2mm. Đó, mình sẽ đo lại cái ngọn này xem nào. Vì giờ mình cầm nó bị nghiêng cần đấy. Đó, cầm thẳng cái cần này lên này thì nó không bị vẹo. Đó, nó 2,4mm nhé. 2,4mm. Đó, các bác nhìn rõ hơn. Đó, về gọn cái gốc thì các bác nào chưa biết thì mình giới thiệu qua nhé. Cái này là mút nhé các bác. Tay cầm bằng mút này. Có một lớp giấy bóng, các bác tháo ra được, cầm cho nó thích. Hoặc để này, cầm cho nó sạch sẽ được. Đó, máy ngang 2m1. Đó, nút bấm này thì khóa này thì rất chắc nhé. Các bác nghĩ tuột là không bao giờ tuột được nhé các bác. Đó, lần này mình cuốn thử này. Các bác xem độ dẻo nó này. Đó, có nhiều. Đó, độ dẻo nó này. Đó. Dẻo tròn chưa? Các bác có nhìn thấy rất dẻo và tròn không? Mình cuốn tròn luôn này. Tròn nhá. Đó. Còn tròn nữa đấy. Dẻo và rất chắc chắn nhá các bác. Nói về chiếc cần chúng ta là như vậy. Đó, nói về chiếc máy này. Thì máy là máy thương hiệu Nivens nhé các bác.
đó, hộp nó đây. Đó. Cái hộp này bằng cắt tông thôi để giảm thiểu chi phí. Đó. Cần này tiếng Anh với tiếng Nhật. Đó. Cần này thì máy này nhá, mắc này thì được 6 kg này. Thì lại vòng quay như cái này là 7.0 nhá. Mình lấy loại 7.0 vừa tầm trung cho các bác. Có loại 8.0 có loại 6.3 cơ nhưng mà mình không nhập cái đó. Đó, thông số của cần nhá. Nặng là 230 g này. Đó, cái cần này, có cả máy này có cả máy đây trái tay phải nhá. Quay rất chân chu nhá các bác. Đó, nút tháo máy đây. Đó, ấn được tháo ra. Nó hơi kiểu là mình cứ tháo quen cái máy này. Đó, thì cái này khóa bằng từ ấy các bác. Khóa từ nhá. Bun này. Tôi tháo bun này ra cho các bác. Đó. Cái bun này thì khá là to nhá. Là làm chống rỉ nhá các bác. Bun khá to. Chống rỉ nhá. Có vòng bi ở đây này. Vòng bi cũng chống nước xâm nhập vào luôn. Đó. Chiếc máy này 7.0 nhá. Đó, mình sẽ nó là vào. Đó. Rất trơn tru nhá các bác, điều chỉnh này. Nước này. Đó, bật lên bật xuống này. Quay rất trơn tru nhá các bác. Đó, đây là chiếc máy của chúng ta. Thì cần máy cần này thì nó rơi vào hơn 400g rồi, 430g rồi. Đó. Cả máy cả cần nhá, cái dây nhá, cái đây có hơn chưa đến 400g này. Vừa tròn 400 này. Với cả các thứ nữa thì các bác vẩy cái loại này thì rất nhẹ nhá. Rất nhẹ. Vẩy các bác vẩy lâu cũng không bị mỏi. Đó là chiếc máy. Còn về dây. Dây này dây X9 này. Dây X9, dây vật liệu đến từ Nhật nhé các bác. Đây. Dây có 9 sợi các bác. Đó. Dây có 9 sợi. Cũng như là thông số của nó, dây là mình để cho các bác là dây 0.3 nhé. 0.3 để vừa cái máy hơn. Đó. Đây. Ngoài ra các bác được tặng 3 con mồi này. 3 con mồi. Đó, mồi sắt này. Mồi nhái hơi để lua những cái tầng như kiểu có cây cỏ này, sắt này, câu cá chìm này, cái chim cái riếc này, mồi nhựa, mồi lực này. Đó. Ngoài ra mình tặng thêm các bác lưỡi đơn để các bác có thể câu cá rô phi hay là cá gì đó ăn lưỡi đơn, ăn mồi thường. Ngoài ra các bác mình tặng các bác kéo được cắt nhé. Con nắp này các bác bỏ vào ba lô các thứ nó đỡ bị rách. Hoặc chúng ta dễ. Đó. Đó, mà link với cái gỡ cá. Đó. Đấy, toàn bộ sản phẩm nó sẽ như thế này. Ok các bác. Toàn bộ sản phẩm nó sẽ thế này. Nó có 3 size. Thì giá mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Giá mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé. Cũng như là vào, các bác có thể vào trang Shopee để theo dõi sản phẩm rõ hơn. Để theo dõi sản phẩm rõ hơn. Đó, Shopee, ứng dụng Shopee là cái Shopee này. Đó, các bác có thể ấn vào Shopee nhé. Cái này hơi khó nhìn. Shopee các bác còn để tìm đến câu cá Edu. Câu cá Edu. Câu cá Edu. Đó. Thì nó sẽ ra cái trang của mình. Thì các bác có thể vào xuống dây xuống dưới một số thứ luôn. Cái này là ban 3. Đó. 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 Thì các bác có thể vào đây cứ xem chi tiết của máy đấy. Như cái máy này mình vừa lấy này, bán lẻ là 490 nhá. Đó, trên này mình có để thông tin của máy này. Đó, 7.1 các thứ luôn. Thì các bác có thể vào trang Shopee các mua nhá. Ngoài ra Shopee có bảo hành cho các bác, kiểu bảo đảm cho các bác ấy. Là các bác mua cái vấn đề gì thì các bác có thể đổi trả này. Đó, cũng như là Shopee có chương trình khuyến mại miễn phí vận chuyển nhá. Các bác mua thì có thể chọn miễn phí vận chuyển nhá. Thì nếu các bác nào không ngại, không muốn đặt cái Shopee thì có thể gọi điện trực tiếp cho câu cá Edu qua số điện thoại là 0914 726 862.
cũng như là vào fanpage Facebook là Câu Cá Edu ấy, thì nhắn tin trực tiếp vào đấy thì Câu Cá Edu sẽ hỗ trợ cho các bác tốt nhất nhé. Đó, các bác cứ gọi điện trực tiếp được hoặc nhắn tin qua Zalo hoặc Facebook nhé. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Đó, nếu muốn mua sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ ngay nhé. Thì bên mình sẽ update nhiều sản phẩm hơn nữa trên kênh Câu Cá Edu này. Nếu các bác có quan tâm thì hãy ấn vào nút đăng ký của kênh nhé. Đăng ký, nút đăng ký ấy, thì bên mình sẽ ra nhiều video, cũng như là video giới thiệu sản phẩm này, video giải trí về câu cá này, hoặc video những kinh nghiệm về câu cá này. Đó, thì mình sẽ up lên kênh này nhé. Thì các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi nhé. Và ấn vào hình cái chuông nhé. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi. Bye bye.